cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Và bây giờ sẽ là thí sinh thứ 9. Thành xin được nhắc lại là các bạn thí sinh mà càng diễn sâu, có nghĩa là cái sự giảm cân của các bạn ấy là thấp nhất so với những bạn còn lại. Vì vậy, càng diễn sâu sẽ càng áp lực. Và không biết là các bạn ấy sẽ thể hiện phần thi của mình như thế nào. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy quay trở lại chương trình với một bài về tình yêu và sự khát khao để giành được tình yêu của mình. Mặc dù cơ thể mình có ra sao, điều kiện mình có thế nào, cứ yêu trước đã. Hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón thí sinh Xuân Lộc. Hôm nay tập đánh võ thì mình cảm thấy mình theo bài rất là tốt. Hôm khám sức khỏe đầu tiên, bác sĩ có đo xương, nhưng duy nhất mình là không đo được xương vì mỡ dày. Bác sĩ khuyên mình phải giảm cân hơn nữa mới tìm thấy xương để đo được xương. Cái bộ phận mà gây khó khăn cho mình nhất chính là cái bụng của mình. Khi nhảy vót mình cứng cơ thể mình thì cái bụng của mình nó lại tiếp tục đung đưa, nên cái động tác của mình nó không ra được cái chất của hip hop. Mình sẽ nỗ lực hơn trong việc chạy bộ, tập gym, tập nhảy, gập bụng, làm cho cái bụng mình nhỏ lại. Bản thân mình thì chưa bao giờ tiếp xúc với thể loại hip hop. Đến khi mà được giao cho thể loại hip hop thì tâm trạng của mình vô cùng hoang mang. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức có thể để hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Trong lòng như cuồng quay từng ngày ngọt ngào mê say, yeah. Em cho hồn tôi mộng mơ dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần ngỡ từ đâu rơi xuống, giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy, lòng ngập tràn bóng hình em. Đừng vội đi, hãy đến bên anh này để cho anh được nắm nhìn anh, được làm quen nói với em bao điều. Xuân Lộc và Hải Anh, thưa quý vị. Em quá thông minh Hải Anh. Dàn dựng thông minh quá. Chúng ta nói một tí về y học. Có một cái máy đo chỉ số loãng xương thì chúng ta sẽ biết được là cái chỉ số canxi trong cơ thể mình là bao nhiêu. Cái máy đó nó phải đi xuyên qua một cái lớp mỡ thì nó mới tới được cái xương bên trong. Trong cái quá trình cái máy nó đi qua lớp mỡ của Xuân Lộc thì cái máy nó bị vô hiệu hóa. Cái này tôi nói nghiêm túc. Là Xuân Lộc là thí sinh có lớp mỡ dày nhất cuộc thi. Dày đến mức độ là máy đo loãng xương không đo được. Thành thử ra là bạn là thuộc cái style mỡ dày mà cứng. Thành thử ra rất khó khăn trong việc di chuyển và tạo động tác. Bạn ấy cũng là một trong thí sinh nặng ký nhất cuộc thi năm nay. Xin mời giám khảo Lý Nha Kỳ. Thôi chuyên môn chỉ dành cho anh John đóng vai ác. Chị dễ thương thôi, thân thiện. Khi mà chị coi, chị cũng nhún nhảy và chị ước gì mình có thể là trở về tin. Bởi vì nếu mà chị trở về tin chắc nhiều khi chị thích cái tình yêu dễ thương, lãng mạn. Chị mà là tin nhiều khi chị thương em đó. Lộc ơi, một ngày nào đó nếu như em vào phòng gym, em thấy một cô gái, người đó là Lý Nha Kỳ, liệu em có theo đuổi không? Dạ có. Cho anh biết lý do. Tại vì chị Kỳ đẹp. Đúng, đẹp có quyền thua gì.
Xin mời anh Đàm ạ. Hương hiểu được cái tình cảm của Trấn Thành dành cho các thí sinh. Nhưng khi mà mình bước vào cuộc chơi này rồi đó, mình không có bất kỳ một lý do gì hết ngoài cái lòng đam mê muốn thể hiện và muốn giảm cân. Ai cũng có lý do hết, ai cũng mệt, ai cũng tập rất là cực khổ. Người này không đo được loãng xương thì người cũng có thể nói là ồ, tôi bị tim, bị huyết áp. Mình không nên đặt cái đó làm cái rào cản cái sự phấn đấu của mình em ạ. Với cái thể loại hip hop này đó, nó yêu cầu cái người chơi dùng hết tất cả mọi cái hoạt động trên cơ thể của mình, và nhất là tay. Và trong cái bài thi này hôm nay của em á, cái phần tay nó hơi bị thừa thải. Chính xác. Rồi là không kịp nói nữa. Từ đầu đến đó, chính xác. Thank you anh. Rồi, khỏi thông báo. Sorry. Rất giỏi anh Đàm Vĩnh Hưng ơi. Mấy cái câu chuyện là anh Chánh Thành cũng thương và chia sẻ, mà em không biết cái cách để nói để cho nó nghe đẹp như anh. Nếu mà em nói chắc nó nghe rất là nặng. Cái thế mạnh trong cái bài này, như chị Kỳ Kỳ nói là cái dễ thương, cái ngọt ngào. Nhưng mà cái cơ thể của em nó không có phù hợp với hip hop. Và cái bùng nổ, explosion, bùng nổ, yeah, cái máu, cái lửa là rất là thiếu trong cái bài này. Cái điểm mạnh trong cái bài này là cái ý tưởng. Vậy thôi. Không sao em ạ, vòng này mình thấy không ổn thì vòng sau mình chuyển qua thể loại khác. Anh rất là hy vọng em xuống ký. Đúng rồi, nhiều. Em hiểu không? Thoải mái thôi. Mình phải chinh phục mọi người. Và bây giờ là điểm số. Xin mời Lý Nhã Kỳ. Yeah. 7 điểm. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 6 điểm. Dùng mấy nhân kế thôi. Rồi, John em, đang rất, em đang rất là sai nha. Cho nói rất là rõ ràng đó. Ở đây có Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng không biết xài để làm cái gì. Mà đó. Lý Nhã Kỳ phải ra tay. Tôi chưa từng thấy giám khảo nào mồi chài luôn tại sân khấu. Khủng khiếp thiệt. Tức quá. Tức quá mà. Cho tinh thần động viên. Trời ơi, ông này đúng là ông giang. 5 điểm. Thưa quý vị, tôi tin chắc điều này là mặc dù điểm số bạn hôm nay nhận được không cao, nhưng mà tôi tin chắc là bạn là người có quyết tâm cao. Và đặc biệt hơn hết, bạn có một huấn luyện viên rất có tâm là Hải Anh. Thành thử ra, tôi tin chắc tuần sau bạn sẽ khác. Đúng không? Bây giờ phóng lên cân cho mọi người hết hồn chơi. Mời cân. Thưa quý vị, điểm trung bình của ban giám khảo là 6 điểm. Cân nặng ban đầu của bạn là 117 kg. Cân nặng hiện tại là 113,2 kg. Giảm được 3,8 kg, nhận được 3,2%. Và tổng điểm là 9,2, là con số thấp nhất cho đến thời điểm này. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.